mộng tình duyên. Tập 12. Lão đại, có chuyện rồi. Xi măng cốt thép trong tấm bản vẽ này so với địa điểm mà chúng ta giao nhận rõ ràng là chưa hề cân nhắc. Về vị trí của cốt thép, không đưa cốt thép vào được. Nếu chúng ta cứ cố đưa vào thì cũng không thể kiến tạo xi măng cốt thép tốt được. Tôi biết ngay là phụ nữ chẳng làm được cái gì mà. Một người phụ nữ không ra làm sao, tới làm kiến trúc sư, cái ông giám đốc họ Đỗ đó, chuyện đất gì cũng không quan tâm. Đây đâu phải là chuyện đùa chứ. Cả cái bếp thượng hãng này làm gì có đất công nào nghe lời phụ nữ để làm việc chứ. Cái tòa nhà này mà xây không ra gì, đến lúc người ta chuyển vào ở, mặt mũi của tôi để vào đâu chứ. Nếu chúng ta vẫn cố tiến hành công việc thì nhất định sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề. Hay là chúng ta gọi người ta tới một chuyến làm lại cái bản vẽ này. Cậu mau đi, gọi giám đốc Đỗ đó với kiến trúc sư phó kia tới đây cho tôi. Dân tại sao lại không thả xuống được chứ? Phó tiểu thư, vấn đề này nên hỏi cô mới đúng chứ. Theo kinh nghiệm của ông thì nên giải quyết vấn đề này như thế nào? Đại tiểu thư, có vô lý quá không vậy? Tôi là kiến trúc sư hay cô là kiến trúc sư đây? Tôi bảo cô đi mời giám đốc Đỗ tới đây. Ông ta đâu rồi? Lão đại, giám đốc Đỗ nói dự án đồng hương hội quán đó thuộc quyền phụ trách của phó tiểu thư, nên là tất cả mọi chuyện cứ nói với phó tiểu thư là được. Được rồi, tôi nói xong rồi. Phó tiểu thư, cô xem thế nào mà làm đi. Nếu mà không có phương án giải quyết nữa thì chúng tôi xin từ biệt tại đây. Nên bỏ xuống được chứ nhỉ? Nhìn là biết không được rồi. Giờ mà thả xuống, cốt thép quá dày, nguyên liệu lõi thô của xi măng cốt thép cơ bản là không vừa với vị trí của cốt thép mà. Tới cái vị trí tiếp giáp giữa xà nhà với cột đỡ xà này hình thành cục bộ mà không có nguyên liệu lõi thô của xi măng cốt thép, cường độ sẽ không đủ cao, sẽ dẫn đến chất lượng cực đại và tai họa ngầm cho vấn đề an toàn. Không kháng đâu, gọi anh ta tới giải thích đi. Công kháng xin nghỉ về nhà rồi, mấy ngày nữa mới quay lại. Lão đại, thiết kế trong bản thi công có một tuyến ống bị thủng ra từ kẽ hở tường, giờ đang không thể chấp giá lại được, rất khó thi công. Giờ làm sao? Kiến trúc sư ở đây này, hỏi cô ta đi. Phó Hàm Quân, sao thế? Giải quyết được vấn đề chưa? Tôi sẽ nghĩ ra cách thôi. Tôi nói cô ấy có đang khoe mẽ quá không vậy? Tôi chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến thôi. Kỹ thuật bắn súng rất tốt nhỉ? Tốt. Mời bên này. Lần biểu hiện này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội thăng tiến của cậu. Tôi xem trọng cậu đấy. Cảm ơn quan trên. Ngài đi cẩn thận. Làm tốt lắm. Cảm ơn bộ trưởng. Cậu đi làm việc của mình đi. Kỹ thuật bắn súng tốt lắm. Không hổ danh là người đắc lực của bộ trưởng Đỗ. Cảm ơn bộ trưởng Ngô. Nhưng để so sánh thì năng lực theo dõi của cậu thì lại cao hơn chút đó. Bộ trưởng Đỗ, anh không trọng dụng năng lực bắn súng của cậu ta mà lại dùng nhãn lực của cậu ta, thế có hơi lãng phí nhân tài quá không? Theo dõi Lệ Đông, cậu theo dõi bộ trưởng Ngô sao? Thưa bộ trưởng, ngày đó gặp bộ trưởng Ngô tại công ty Bách Quá, chúng tôi chỉ cùng đi chung một đường thôi. Có lẽ đã làm bộ trưởng hiểu lầm rồi. Thật ngại quá. Tôi đáng lẽ nên giải thích với ngài từ lúc đó. Hóa ra là vô tình.
Vậy thì không sao hết. Dù sao thì tiên sinh Francis Atualan cũng đã nói với tôi rồi, ông ta sẽ tự mình tiến cử thôi. Thành quỷ viên điền sản sau này có vô tình gặp mấy lần nữa thì cũng không sao đâu. Cáo từ. Gọi Thư Nghị tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Vâng. Nhìn cái vẻ tùy tiện của hắn kìa. Hắn chính là con chó của bọn người Tây thôi. Cho dù anh có kiêu ngạo thế nào, anh đang ở Thượng Hải dùng gấp một mẫu ba phần, nhiều nhất anh cũng chỉ lên phó bộ trưởng thôi. Tưởng rằng đã lên được tổng cục thuế liền có thể tác quái tác quái. Tôi khinh. Lệ Đông, cậu tiếp tục theo dõi hắn cho tôi. Vâng. Còn Cương Nghị cậu tiếp tục điều tra lịch sử đen tối của hắn. Tôi không tin cả đời này không ngô lực dĩ chứ làm sai điều gì. Quan trọng nhất là tra kẻ thù của hắn. Tôi làm cho tất cả kẻ thù của hắn liên hợp lại chống hắn. Đó, thưa đại ca. Mau đi đi. Anh có kinh nghiệm, nhưng anh nghĩ mấy chuyện thế này em nên tự nghĩ cách thì hơn. Kỳ Nam, em làm thiết kế. Vấn đề cụ thể trong công việc em cũng không thể giải quyết hết được. Vậy em đi xin lỗi Đỗ Hiếu Kiền đi. Em đã xin anh tới mức này rồi, lại còn phải đi xin anh ta sao? Nên là cầu người không bằng tự cầu mình. Em nên tới công trường nhiều hơn và kết hợp với bọn họ. Kinh nghiệm thực chiến của bọn họ chính là thầy giáo tốt nhất của em. Hiểu không? Nhưng mà... Sao? Không vui à? Em... Em là người làm thiết kế mà. Em đến công trường để làm gì chứ? Không phải là không đi được. Chỉ là em thấy công việc của mỗi người đều khác nhau. Em cũng không có nghĩa vụ phải giải quyết rõ ràng chuyện ở công trường xây dựng tới mức đó. Đương nhiên là phải rõ ràng rồi. Một kiến trúc sư ưu tú, từ chọn thời điểm, thiết kế, thi công, xây dựng đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay. Không phải sao? Anh sao không yêu cầu bản thân cao như vậy đi, mà là một tiểu bảo ở công trường, làm như em thập hạng toàn năng. Nói đạo lý thì nhiều, vốn vẫn là không giúp em. Thật hết cách. Được rồi, em đã nói vậy rồi thì anh sẽ không giúp em nữa. Anh vào đi. Anh Nghi, đang bận sao? Lệ Đông mà, vào đi. Nhiều tư liệu thế à? Chẳng phải chỉ là ngu lực dĩ hay sao? Việc gì phải chuyên tâm đến vậy? Nói nhỏ thôi, có người nghe thấy là toi đó. Chuyện này tốn thời gian quá. Tốn bao nhiêu đi nữa thì cũng phải tìm, mà còn tìm cho thật kỹ. Cái tên ngu lực dĩ này đáng hận thật sự. Đúng vậy. Em xin lỗi, cẩn thận chút đi, đừng có làm nó loạn lên. Anh Nghị, anh đúng là chăm chỉ. Lệ Đông, giờ cậu không có việc gì làm thì giúp tôi tìm đi. Anh Nghị, chúng ta phân công khác nhau. Em được yêu cầu theo dõi Ngô Lực Dĩ mà, em còn phải đi giao ban nữa. Cái thằng này vừa định giờ đã chạy rồi, không chịu nghĩ gì cả. Sau này đừng mong tôi mời đi uống rượu nữa. Nhưng em lại có thể cho anh một đề xuất. Thế nào, nói. Muốn nắm được Ngô Lực Dĩ thì phải bắt đầu từ đối thủ quan gia nhà hắn. Thì một người có thể liên thủ với chúng ta, tốt nhất là trẻ người một chút, ổn trọng, đáng tin. Nếu có thể được hưởng chút lợi ích thì càng tốt. Nếu không phải quan hệ lợi ích thì sẽ dễ làm người ta đồng tình. Nói có lý lắm. Cứ làm theo lời cậu nói đi. Vậy là anh vẫn phải mời em đi uống rượu đó. Được thôi, không sao nhé. Ở nhà hàng cao cấp, đặc biệt làm cho cậu một mâm. Phan tiên sinh, không cần phải lịch sự vậy đâu. Gọi tôi là Lão Phan được rồi. Lão Phan, tôi muốn xin lỗi ông.
Tôi là do vừa mới tốt nghiệp, lại thiếu kinh nghiệm, nên mới để xảy ra sự việc như vậy. Nên từ hôm nay tôi nghĩ rồi, tôi sẽ tới công trình nhiều hơn, tiếp xúc với các anh em ở đây. Mọi người cùng nhau giải quyết vấn đề này. Cô, đến công trường à? Được thôi. Công trường đang còn thiếu phụ nữ đấy. Thiếu nhất là phụ nữ. Tôi biết. Lần hợp tác này của chúng ta đều là vì một mục tiêu chung. Đừng cứ ông làm khó tôi. Tôi làm khó ông chẳng có ý nghĩa gì cả. Chúng ta nên bao dung và hiểu nhau. Bao dung, hiểu nhau. Chúng tôi đã bao dung và hiểu cô đấy thôi. Công trường là địa bàn của đàn ông. Nếu có phụ nữ thì chính là suối quẩy. Đúng rồi, đúng vậy. Về đi. Phó tiểu thư, tôi thấy cô vẫn chưa tìm ra cách giải quyết cho vấn đề này. Đúng vậy, tôi thật sự chưa nghĩ ra. Vì tôi thật sự thiếu kinh nghiệm. Nhưng tôi nghĩ kinh nghiệm của ông phong phú, nên ông có thể giúp tôi được. Các anh em, thu dọn đồ đạc. Khỏi làm nữa. Không làm nữa. Không làm nữa ư? Tại sao chứ? Cô nói là gì sao? Thật là đi thôi. Đợi đã. Ông không thể đi. Ông phải có tinh thần làm theo kế ước chúng ta đã ký chứ. Ông trời có xuống cũng không giữ nổi tôi đâu. Đi. Đi thôi. Mang hết đồ đi. Lão Phương, cho tôi chút thời gian cho tôi thành thục hơn đi. Giờ ông nói với tôi thì sau này tôi sẽ tránh được những sai lầm. Tôi không chơi với cô. Đi thôi, đi. Lão Phan, đi thôi. Thật là một người phụ nữ làm chậm trễ. Không làm nữa thì thôi. Chẳng lẽ không tìm được việc khác chắc. Đúng vậy, còn đầy việc để làm cơ mà. Nghỉ ngơi mấy ngày vậy, anh Nam tới rồi. Lão Phan, ức hiếp người à? Sao? Đây không phải là cách làm việc cho phụ nữ đấy. Ai chẳng phải là đi từng bước trên con đường của mình chứ. Lúc ông còn trẻ chẳng phải cũng vậy sao? Tự nghĩ mà xem. Tôi nói cho ông biết, lúc ông bằng tuổi cô ấy, đến cái đầu ngón tay cũng không bằng cô ấy. Đừng nói mình là đàn ông. Đừng dùng cái ưu thế nhỏ bé này để ức hiếp người khác. Tôi không nói với cậu đấy. Không làm là không làm. Tôi chẳng quan tâm. Ông nhận làm ở Vĩnh Thành thì phải ở lại Vĩnh Thành làm. Làm không xong thì đừng có hòng chạy. Ở đây không có quy tắc này đâu. Còn nữa, ông muốn đến chỗ khác làm chứ gì? Tôi thẩm kỳ nam sẽ có cách không cho ông tìm được việc đâu. Hiểu chưa? Lão đại, tôi thấy anh Nam nói đúng mà. Chúng ta cứ đi như vậy là không hợp với quy tắc ngành đâu. Đúng vậy đó lão đại. Chúng ta cũng đâu phải tới để giúp người phụ nữ đó. Chúng ta là do anh Nam mời tới mà. Đúng không anh Nam? Được. Tôi sẽ cho cậu mặt mũi này. Chỉ cần cậu có thể giải quyết được vấn đề thì tôi sẽ ở lại. Chỉ là ưu quá vị trí cốt thép thôi mà. Đưa cái tầng 1 đó đặt thành tầng 2 hoặc tầng 3. Bộ phận cốt thép dùng phương pháp đảo tháp. Còn về đường ống, đưa cái đầu đường ống nhét vào lỗ hổng của tường khác là được chứ gì. Không hổ là người có kinh nghiệm. Được rồi, mọi người quay lại làm việc đi. Được, đi thôi. Đi thôi, làm việc thôi. Làm việc nào, làm cho tốt nhé. Đi thôi, đi thôi. Là chuyện nên làm thôi. Động tác nhanh nhẹn chút. Đừng làm hỏng danh tiếng của lão Phan này. Làm việc thôi, đi nào. Nhanh nhẹn lên. Kỳ Nam, quá ra cách giải quyết lại là như vậy. Em biết ngay anh sẽ giúp em mà. Nhưng tiểu thư à, em vẫn nên đến công trường nhiều một chút. Em đồng ý rồi. Sau này có chuyện anh bảo em làm, em sẽ cố gắng chăm chỉ hoàn thành. Nhưng chuyện này kỳ lạ thật. Làm gì có kiến trúc sư nào lại cắm mặt ở công trường suốt chứ? Bảo em vẽ xong là coi như xong rồi. Đây vốn là công việc của chúng em. Vấn đề xây dựng chủ thể phải hỏi mấy người công khán. Anh ta lần này về quê nên mới tạo ra nhiều vấn đề như vậy. Nhưng anh thấy kỳ nam, thật ra em vẫn luôn quan tâm đến môi trường làm việc của công nhân mà. Nhưng em lại không tình nguyện hòa hợp với bọn họ. Tất cả chỉ nói miệng thôi. Không phải mà. Em chỉ nghĩ là không cần thiết. Mỗi người đều có việc của mình, đều có trách nhiệm của mình. Đây là trật tự vốn có của xã hội mà. Anh giận em sao? Sao có thể chứ?
Em nói mà. Đúng ra Tiểu Bảo như anh cũng nên thăng chức rồi. Cha em đúng là cho ngựa chạy mà chẳng cho ngựa ăn. Coi anh là ngựa sao? Ngô Lực Dĩ, lần này để xem ai chết. Một người mà đến cả công trường như thế nào cũng không biết, còn đưa bản hóa đơn cho chúng ta. Tôi thấy là cô ta biết chắc thôi. Thôi được rồi, đừng có nói mấy chuyện đó nữa. Vấn đề này, các cô cậu có biết cách giải quyết không? Nếu mà biết, thì các cô cậu cũng sớm tới đó rồi. Tôi cũng là đợi giám đốc Đỗ hạ lệnh thì tôi mới nghĩ chứ. Nếu không thì còn lâu tôi mới nghĩ. Phó tiểu thư, đi thôi. Giải quyết xong vấn đề kia rồi, chúng ta sẽ họp vẽ lại bản vẽ từ đầu, để sau này không xảy ra vấn đề gì nữa. Anh Nam, em thấy đèn phòng anh chưa tắt, không ngủ được sao? Cũng không hiểu anh đang nghĩ gì. Cứ bắt buộc đại tiểu thư đến công trường. Người ta là đại tiểu thư mà. Cho dù bình thường, không kiêu ngạo, cũng đối xử rất tốt với người làm bọn em. Nhưng cô ấy không thể hòa nhập vào cuộc sống của bọn em để hiểu chúng em chứ. Chẳng lẽ anh muốn cô ấy rủ bỏ phú quý để sống cuộc đời nghèo khổ với anh sao? Đừng nói linh tinh. Tôi chỉ nghĩ rằng cô ấy nên quen thuộc với công trường nhiều hơn, như vậy sẽ có ích cho công việc của cô ấy. Được rồi, anh đừng lừa dối người nữa. Cái tâm tư của anh em biết thừa. Đừng lấy mấy cái đó ra để che đậy những gì anh muốn chứ. Anh Nam, em khuyên anh, anh hãy bỏ hết mấy cái tâm tư vọng tưởng đó đi. Thật đó, em muốn tốt cho anh thôi. Bộ trưởng Đỗ, ngài hãy xem cái này đi. Vài năm trước, tôi đã nhập khẩu một loạt dầu quả Nga, chuẩn bị quyên góp cho giáo hội cô nhi viện Vịnh Thổ Sơn. Kết quả là bị Ngô Lực Dĩ giữ hàng vô thời hạn. Ông ta bắt tôi phải lấy tiền tới để chuộc hàng. Lúc đó tôi nghĩ, dù sao cũng là Nhật đem quyên góp, số lượng không lớn, thì thôi đi. Không ngờ mấy ngày này, tôi có một cân dầu quả ở chợ đem về. Nó lại giống hệt với mã hàng lần trước mà tôi mua về. Quá ra thứ mà tôi mua chính là lô hàng lần trước bị ông ta giữ. Sao lại có thể làm như vậy chứ? Đây chính là chứng cứ mà tôi thu thập được. Lão tiên sinh nhân hậu, không ngờ thiện tâm của ngài lại bị Ngô Lực Dĩ làm phá hỏng cả. Ngài yên tâm, Đỗ mổ tôi nhất định sẽ giúp ngài tìm lại công bằng. Đỗ bộ trưởng, chuyện này tôi chỉ muốn giải quyết âm thầm, đừng làm nó lớn ra. Ngô Lực Dĩ mà biết thì sẽ không bỏ qua cho tôi đâu. Chuyện này ngài đừng lo, tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Tới lúc đó ngài cứ nghe theo sắp xếp này mà làm thôi. Vậy phiền ngài rồi. Lần hội nghị này mở ra vì lựa chọn ủy viên cho hội ủy viên điền sản. Chúng ta hãy chào mừng các ứng viên, từng người sẽ lên phát biểu suy nghĩ của mình về vị trí này. Hội nghị lần này mở ra là vì chọn ra ủy viên của hội ủy viên điền sản. Tiếp theo xin mời các vị ứng viên tới phát biểu suy nghĩ của mình về vị trí này.
Mời Đỗ tiên sinh trước đi. Tại hạ Đỗ Dạng Ưng, tôi đảm bảo sau khi nhận chức này nhất định sẽ chăm chỉ làm việc, tuyệt không để chuyện tư lấn vào việc công, quyết không nhận hối lộ, nhất định sẽ làm theo ý kiến của các vị thành viên hội đồng, kiên trì thực hiện theo lời của chủ tịch. Mong các vị tin tưởng Đỗ mỗ tôi. Cảm ơn. Cảm ơn Đỗ tiên sinh. Mời Ngô tiên sinh. Cảm ơn. Đầu tiên tôi muốn nói, tôi rất tôn trọng và sùng kính Đỗ bộ trưởng. Bàn về tư cách, tuổi tác hay năng lực đều hơn tôi một bậc. Trong mắt tôi, anh ấy có tư cách nhận vị trí này hơn nhiều. Tuy nhiên, ưu thế của tôi có lẽ là sự kích động của tuổi trẻ. Ngoài ra, tôi có năng lực tiếng Anh mà Đỗ bộ trưởng không có. Nên nếu tôi có vinh hạnh được chọn, thì tôi nhất định sẽ dốc toàn lực vì cơ giới Anh của chúng ta tạo ra một thế giới ổn định, khỏe mạnh, một thế giới thanh trường, một thế giới mới. Tôi sẽ dùng hết tâm trí để làm. Cảm ơn các vị. Cảm ơn vì bài phát biểu tuyệt vời. Hai vị đều là người quản lý của trung tầng hải quan. Các vị đều rất thân thuộc với cách làm việc của nước Anh, đồng thời đã trình bày rất tốt. Vậy bây giờ các thành viên của hội đồng ở đây, mời bỏ phiếu tiến hành nghị quyết. Cảm ơn hai vị. Hai vị đều là quản lý của trung tầng hải quan. Các vị đều rất thân thuộc với cách làm việc của nước Anh, đồng thời cũng trình bày rất tốt. Vậy tiếp theo đây, xin mời các thành viên hội đồng bỏ phiếu nghị quyết. Xin đợi một lát. Tôi thấy trước khi các vị bỏ phiếu, cần phải gặp một người trước. Vị tiên sinh này đặc biệt tìm đến tôi, hy vọng có thể được hội kiến các vị thành viên trong hội đồng. Người đó muốn tố giác một tiểu nhân bỉ ổi. Điều này rất quan trọng đối với cuộc bầu chọn của chúng ta. Không ngờ lại có chuyện này. Xảy ra chuyện gì vậy? Không hiểu đang có chuyện gì nữa. Được thôi, Đỗ tiên sinh, ông hãy mời vị tiên sinh này ra đi. Được. Vậy xin mời La tiên sinh. Vị này chính là La Minh Tường, La tiên sinh. Cảm ơn các vị cho tôi lên nói. Đây chính là chứng cứ mà tôi đem đến. Đưa tôi. Hôm nay tôi đến đây là muốn tố giác một tên cặn bã vô liêm sỉ. Là một quan viên hải quan, hắn ta lại giúp người khác buôn lậu, che giấu hải quan, trốn quan thuế, rút của công làm tư. Với lại, hắn còn tịch thu vô cớ hàng hóa của người khác, lấy làm của riêng. Hắn tống tiền người khác, không tội xấu nào không làm. Hôm nay tôi phải tố giác hắn. Người này có mặt ở đây. Vấn đề này rất nghiêm trọng, nhất định phải điều tra rõ ràng. Hắn chính là Đỗ Dạng Ưng. Đội trưởng Lệ, tìm tôi có việc sao? Bộ trưởng Ngô, bây giờ trong công bộ, thành viên hội đồng ủng hộ ngài và Đỗ Dạng Ưng cũng ngang ngang nhau. Ngài không thể nắm chắc 100% là sẽ thắng ngài ta. Tôi nói đúng chứ? Cậu đứng đây chặn tôi là gì để hỏi tôi cái này sao? Bộ trưởng Ngô, thực ra tôi không phải là người của Đỗ Dạng Ưng. Không những tôi không phải là người của hắn, tôi còn hy vọng hắn rớt đài. Đội trưởng Lệ, cậu cũng biết đùa quá rồi đấy. Bộ trưởng Ngô, ở đây chỉ có hai chúng ta. Lệ đâu? Rốt cuộc là cậu có ý gì? Trong tay tôi có một lá bài, mà chỉ cần đánh tốt, Đỗ Dạng Ưng nhất định bại trong gang tấc.
Chỉ cần bộ trưởng Ngô nắm được lá bài này, vị trí ủy viên hội ủy viên điền sản ngài sẽ nắm chắc trong tay thôi. Để thể hiện thành ý của mình, tôi đặc biệt đến đây dâng lên món đại lễ này. Xin lỗi ông Đỗ, chúng tôi quyết định hủy bỏ tư cách ứng cử của ông. Đỗ Dạ Ưng, chúng tôi hoài nghi ông có hành vi thất trách nghiêm trọng. Bắt đầu từ bây giờ, ông bị đình chức để xét xử. Chúc mừng ông. Chúc mừng ông. Chúc mừng. Chúc mừng. Mời. Mời. Lão già họ La đấy đâu? Hôm đó đã nhân lúc hỗn loạn chạy mất rồi. Tìm người về cho tôi. Cái sọt bị hắn đâm thủng rồi, lại để hắn chạy mất. Cậu làm việc như vậy sao? Đại ca yên tâm, tôi nhất định sẽ đích thân bắt hắn về. Cậu còn nói đích thân bắt. Bộ trưởng yên tâm, tôi sẽ giúp đỡ anh Nghị nhanh chóng tìm người về. Không bắt được người tôi hỏi tội cậu. Đại ca yên tâm. Cút. Được rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Cảm ơn cậu Lệ Đông, lúc nãy đã giải dây cho tôi. Tôi thật sự không hiểu được, thông tin của Nam Minh Tường đều là do tôi đích thân đi điều tra, sao lại có vấn đề được chứ? Thông tin của ông tôi đã ngụy tạo xong rồi. Đến lúc đó tôi sẽ chỉ dẫn hướng cho Liêu Cương Nghị. Chỉ cần ông làm như tôi nói, bọn chúng nhất định sẽ không nghi ngờ. Ông đi trước đi, đợi thời cơ đến tôi sẽ liên hệ với ông. Đừng quanh quẩn mãi những vấn đề này nữa. Bây giờ chúng ta nên nhanh chóng tìm ra hắn. Để tôi tìm được lão già đó, nhất định tôi sẽ biến hắn thành tàn tật. Lão gia, tấm hình này của anh thật sự khí thái quá đi. So với mấy minh tinh màn ảnh chẳng kém một chút nào. Cái miệng nhỏ này ngọt quá. Nào, em tránh đi một lát, anh phải bàn chút việc. Không đâu lão gia. Được rồi, được rồi, nhanh thôi mà. Em không muốn. Nào nào, anh đưa em ra ngoài. Nghe lời, lâu lắm anh không ở bên em rồi. Rồi rồi, thêm miếng nữa nào. Ngon quá. Đều là anh không tốt. Nhanh thôi mà. Nghe lời đi. Đáng ghét. Vậy anh nhanh lên đấy. Được rồi. Bà hai. Đã sắp xếp ổn thỏa cho La Minh Tường rồi. Đừng vội vã đưa La Minh Tường đi. Đỗ Dạ Ưng bây giờ lòng như lửa đốt, nhất định sẽ trông giữ rất nghiêm ngặt. Ở bến xe, ở bến tàu. Chỉ cần giấu ông ta cho kỹ, tránh khỏi trận gió này. Đến lúc đó chạy ra nước ngoài thì Đỗ Dạ Ưng chết chắc rồi. Đúng vậy. Ủy viên, bây giờ đến cả thân tính của hắn cũng ngoài bằng mặt không bằng lòng với hắn rồi. Bây giờ hắn thù trong giặc ngoài, hoàn toàn là chuột hút sừng trâu, đi đến đường cùng rồi. Lần này hắn ta bị Lễ Đông chơi một vố nặng. Lễ Đông này rất thú vị. Nhưng ta nghĩ thế nào cũng không hiểu được. Lễ Đông này tại sao lại giờ cậy vào chúng ta chứ? Nhưng sau khi chúng ta cân nhắc nhiều lần, phát hiện nếu làm theo cách hắn nói, đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ tổn hại nào. Vậy thì chúng ta cứ dứt khoát thử xem sao. Không ngờ
Hắn ta thật sự một tay kéo Đỗ Giản Ưng ngã ngựa rồi. Quả thực vượt khỏi dự đoán của chúng ta. Tôi lại cảm thấy, cho dù hắn xuất phát từ mục đích gì để đến nương nhờ vào chúng ta, chỉ cần nguyện vọng làm việc cho chúng ta, tiếp tục ẩn nấp bên cạnh Đỗ Giản Ưng, vậy sau này Đỗ Giản Ưng sẽ không còn là nỗi lo ngại với chúng ta nữa. Cậu nói đúng lắm. Tiếp theo phải xem Đỗ Giản Ưng này sẽ có cái chết như thế nào đây. Việc này phát triển đến nước này, ông chủ phó, ông quả thực phải giúp tôi một tay. Hội ủy viên điện sản, dù thế nào tôi cũng phải vào được hội. Bộ trưởng Đỗ, tôi nói thật nhé, cái loại rác rưởi tiểu nhân như Ngô Lực Dĩ toại nguyện, tôi thật lòng không cam tâm. Vừa hay Ngô Lực Dĩ này, hắn ta không phải đút nó khắp nơi sao? Khả năng là tiền cũng tiêu gần hết rồi. Với lại bên Điền Thạch Thu xảy ra chuyện, quân chi viện của hắn không còn nữa. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay. Chỉ cần ông chủ phó chịu giúp tôi, cho dù tôi có mất hết tiền, cũng phải khiến Ngô Lực Dĩ nằm dưới chân mình. Bộ trưởng Đỗ, mạn phép tôi nói lời này. Ngài bây giờ tiếng xấu đầy mình, chức vụ hải quan đến bao giờ mới có thể khôi phục cũng không chắc được. Lúc này là dứt tiền khắp nơi, e rằng tốn công vô ích thôi. Ý ông chủ phó là cho rằng tôi không thể giật dậy lần nữa phải không? Không không không, ngài hiểu lầm rồi. Ý của tôi là nên lập tức dừng tổn thất. Tôi là người làm ăn, không anh minh thông tuệ như ngài. Nhưng tôi thấy ngài đang trong khó khăn, lại quá cố chấp. Nếu không nắm chắc mà không ngừng đổ vào, e rằng cuối cùng cả tôi và ngài đều bị kéo xuống. Lợi bất cập hại mà. Ông chủ phó, không hổ là người kinh doanh, tính toán vô cùng tinh tường. Chuyện tiền nông chúng ta cứ bỏ qua một bên trước đã. Nói chuyện hôn ước giữa hai nhà chúng ta đi. Vừa hay thời gian này tôi đang rảnh rỗi, chúng ta mau chóng tiến hành hôn sự của con gái ông đi. Ông thấy sao? Tôi thấy chuyện hội quỹ viên điền sản này có thể tạm thời bỏ qua một bên, nhưng chức vụ hải quan ngài vẫn nên nhanh chóng lấy lại. Đợi đến lúc tìm được tên tiểu nhân du hại ngài, giải quyết cái gai này, chuyện còn lại chúng ta sẽ bàn sau. Thời gian cũng không còn nhiều, tôi cũng không làm phiền nữa, cáo từ. Lão Phòng, lão gia, ông ta coi chúng ta là cua để ăn sao? Muốn bóp như thế nào thì bóp như thế. Ông ta tưởng tiền của chúng ta nhặt từ trong ngõ ra sao? Chú không nghe thấy ông ta nói sao? Ông ta muốn đi rắc tiền khắp nơi. Dù sao thì cũng không trách được ông ta rắc tiền mồ hôi xương máu của ông ta. Chúng ta vất vả biết bao năm trời, đến bây giờ lại biến thành phân bón sân sau của nhà hắn. Chú nói xem, như thế mà trồng qua được miếng dưa, cây quả gì thì không nói, nhưng cái nơi rách này cắm chó cũng chẳng trồng ra được. Thiếu Kiền về rồi. Chú phó, Thiếu Kiền về rồi sao? Mau đi thăm bố cháu đi. Ông ấy dạo đây công việc không thuận lợi, cháu cố gắng khuyên ông ấy. Ở đời chuyện gì cũng tạm tạm là được rồi, đừng nghiêm trọng quá. Ta đi đây, chú phó đi thăm thả nhé. Đi thôi. Cái bọn ném đá giấu tay đó, ta sớm muộn gì cũng bắt chúng phải trả giá. Bố, bố làm sao vậy? Ta làm sao? Ta hỏi con, bảo con đi cáo tỉnh phó hàm quân.
Con làm được chưa? Con... Con cái gì mà con? Bộ trưởng, ngài bớt giận đi. Quan hệ giữa Thiếu Kiền và Phó Tiểu Thư mấu chốt là phải xem cách nghĩ của Phó Kiến Thành. Còn con nữa, con chỉ cần khiến cho Phó Hàm Quân thật lòng yêu con, hôn sự của hai đứa không thoát nổi đâu. Ta hỏi con đấy. Con biết rồi bố. Vậy con về phòng trước đây. Liêu Cương Nghị đâu? Mấy ngày nay anh ấy vẫn đang bận rộn đi tìm La Minh Tường. Thôi thì Ngô Lực Dĩ hay Phó Kiến Thành, chỉ cần để ta tìm ra La Minh Tường đó, ta sẽ có thể tìm ra được manh mối. Có chút chuyện cỏn con như vậy mà muốn lật đổ Đỗ Giản Ân ta sao? Nằm mơ đi. Thật ngại quá. Xin tránh đường. Thật ngại quá. Ngại quá. Tôi đã hỏi rất nhiều người rồi. Tôi nghe ngóng được. Tuy rằng cô ấy thỉnh thoảng cũng sẽ tự mình lên sân khấu hát, nhưng bình thường đều là lúc thấy lúc không, hiếm có người nhìn thấy cô ấy. Whisky, dân. Phục vụ. Có biết bà chủ của các cậu đang ở đâu không? Tôi muốn gặp cô ấy. Quý ngài đây, có rất nhiều người muốn gặp bà chủ của chúng tôi. Nhưng đều muốn mà không gặp được. Phải xem duyên phận thôi. Đương nhiên rồi, còn có may mắn nữa. Tính cách cô ấy rất tùy hứng. Có đến vũ trường hay không, phải xem tâm tình. Có tiện nói cho tôi biết địa chỉ của cô ấy không? Tôi có thể đến hỏi thăm. Xin lỗi, tôi không có. Lão gia, có khi nào chỉ là giống thôi? Chính mắt tôi nhìn thấy cô ấy đã chết rồi, chỉ là không nhận được thi thể của cô ấy thôi. Sẽ không trùng hợp vậy đâu. Ở vũ trường này lại có người phụ nữ giống như hệt cô ấy. Nếu Tiểu Mai còn sống thì ông trời thật sự đang chiếu cố đến tôi. Alo. Có người ở trong vũ trường tìm tôi. Đó là ai? Tôi biết rồi. Phó tiên sinh tìm cô à? Có phải anh ta hay không không quan trọng. Tôi và anh ta đã cắt đứt hoàn toàn rồi. Ông chủ Điền, xưởng xây dựng Tân Phong của các ông đừng để tôi thất vọng đấy. Năng lực của Điền Mộ chúng tôi, thực lực của Tân Phong, ngài hiểu mà. Con người ông chủ Điền, ông chủ Phó, ông chủ Phó đừng cản tôi. Ông không thể vào được. Ủy viên cô, tôi quả thực không cản được. Ông chủ Phó, ông ngang nhiên xông vào như vậy là có ý gì? Ủy viên Ngô, tôi có ý kiến với kết quả đấu thầu. Ban nãy ai cũng biết đường quốc lộ Thiên Xuyên đó là mấy năm trước Vĩnh Thành chúng tôi xây. Chất lượng của con đường đó vô cùng tốt. Đây là tiếng lành đồn xa. Không tin ngài hỏi Phó Kiến Thành. Thế này là ông không đúng rồi. Lúc nãy trong cuộc họp tôi đã nói rất rõ ràng. Bởi vì lượng khách lưu hành gia tăng lên, xe khách đường dài là không đáp ứng đủ nhu cầu rồi. Vì vậy công bộ quyết định sửa đường quốc lộ Thiên Xuân thành đường sắt thanh. Chuyện tạo phúc cho dân có gì mà không thỏa đáng chứ. Chính vì như vậy chúng tôi mới tham gia lần đấu thầu này. Ủy viên Ngô, ngài nghĩ xem, còn có ai có thể hiểu rõ con đường quốc lộ này hơn Vĩnh Thành chúng tôi chứ? Hơn nữa giá niêm yết của chúng tôi thấp hơn Tân Phong. Cứ như vậy mà giao cho Tân Phong có hơi không công bằng phải không? Ông chủ Phó, đây là quyết định của ba vị ủy viên chúng tôi sau khi thương lượng đã đưa ra. Nếu như vậy mà ông còn có ý kiến, vậy thì theo quy tắc mà làm thôi. Ông cứ viết đơn khiếu nại theo đúng trình tự, giao phó cho tổng giám. Tổng giám sẽ giao cho hội đồng xử lý. Ông thấy thế nào? Vừa nãy tôi có nghe thấy từ miệng ông chủ Phó có hai chữ công bằng.
Điều này khiến Điền Mỗ tôi quả thực thấy hơi buồn đấy. Lúc đầu khi hội trưởng Trương hết lòng giúp đỡ ông, ông cũng nên như bây giờ chứ. Lời lẽ dứt khoát mà từ chối mới phải chứ. Nhưng lúc đấy tôi không nghe thấy ông nhắc đến hai chữ công bằng. Lẽ nào công bằng của ông chủ phó được dày trên lợi ích của bản thân sao? Tôi vẫn câu cũ: có chịu thua thì đến, không chịu được thua thì đừng có đến. Nhưng nếu chúng ta đã đến rồi thì không thể để mất mặt ở đây được. Điện Thạch Thu, lẽ nào tôi nói sai rồi sao? Lão gia, ông chủ phó không tiện. Nào, ông chủ Điền, mời ngồi. Chúng ta nói tiếp. Thật ngại quá. Tiếp tục.